Chào các bạn nha. Hôm nay là ngày thứ hai mình đưa em vẹt bổi này và nói em đứng trong đấy các bạn. Thì hôm nay mình thuần là cũng tương đối nha các bạn, chắc được khoảng 70% rồi đó. Đứng trên tay thì mình vẫn phải đeo cái xích nha các bạn. Cứ đi ra đường mình đi thì nó vẫn tìm những cái gốc cây, những cái cây lùm cây rồi thứ này, nó cứ nhao để nó tìm, nó phóng lên đó. Cánh thì mình đã cắt rồi, nó không thể bay đi được. Nhưng mà nó luôn tìm cách, vẫn tìm cách để trốn khỏi cái bàn tay của con người à. Nó không muốn đứng trên tay. Tuy nhiên nó cũng không cắn và cũng không có lộn xộn quá. Nó cũng gọi là thuần được 70% rồi, tóm lại là như vậy. Thì nói chung con vẹt này mình thấy cũng rất là ưng. Thế tối nay thì mình bắt đầu cho vào ghép thử nhé các bạn. Mình cho hai em vào với nhau. Đấy, thì lúc vào thì thằng Mickey là cái thằng màu đen này là con vẹt cái này, vẹt mái này. Thì nó có vẻ mạnh hơn thằng kia. Đấy, nó tấn công. Nó tấn công thằng kia thì thằng kia giờ đang tự kỷ đứng một mình trong góc kìa. Nhìn cũng rất là tội. Nhưng mà phải chấp nhận thôi các bạn ạ. Miễn là nó đừng có cắn nhau thì là được. Nó dí dí nhau thì tại cái lòng của mình cũng rộng nên nó dí nhau thì cũng chấp nhận được đi. Để mình theo dõi xem diễn biến của nó như nào. Chứ để nó cắn nhau thì cái loài này nó cắn ghê lắm các bạn này. Nó cắn giống như chó pitbull. Khiếp lắm. Thì sẽ không đảm bảo an toàn cho nó. Bởi vậy mình sẽ ban ngày thì mình sẽ thả ra ngoài riêng. Nhưng cứ tối mình lại đưa vào một vài bữa. Rồi dần dần mình đã luôn. Thỉnh thoảng nó cũng dí vòng vòng á. Nhưng mà nó cũng không quyết liệt. Tóm lại là thằng vẹt bổi kia thì nó cũng còn hơi nhát một chút. Rồi, tạm biệt các bạn nha.